Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube CCTV Vlog, kênh mới nhất của Hoàng Zone Cha Cha TV. Mong rằng các bác thích ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, like video, nhấn nút thông báo. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Chúng ta trở lại câu chuyện nội chính với cái việc mà Sư Minh Tuệ và cúng dường vào lúc 8 giờ tối nay, ngày thứ Sáu, ngày 31 tháng 5 năm 2024. Có thể nói thế này, hôm nay trong clip này thì tôi sẽ chia sẻ hai điều. Một là về việc cúng dường, trong đó thì có đoạn clip Sư Minh Tuệ đã nói về cái việc cúng dường Tam Bảo là như thế nào. Và cái thứ hai là tại sao chúng ta nên ủng hộ Sư Minh Tuệ. Lý do, một cái lý do rất là cơ bản và đạo Phật tại Việt Nam. Này các bác. Đầu tiên thì cái việc cúng dường này tôi cũng đã chia sẻ ở rất nhiều video clip. Tôi vẫn chia sẻ các bác rằng là cúng dường là tốt chứ không phải là cúng dường là xấu. Cúng dường là xả ly cái tâm tham của mình. Và đó là cái Đức Phật chỉ dạy. Và cái dở là cái việc rằng là nhiều sư là cứ cúng dường rồi khuyến khích mọi người hiểu sai về cái cúng dường. Là cúng dường là để có mà cái để có được cái nọ cái kia vân vân gì đấy thì nó không ổn. Cho nên cúng dường nó phải là cái tâm cho đi rồi thế nào đấy. Chúng ta cũng không cần phải quan tâm đã được cái gì. Thì ở đây Sư Thích Minh Tuệ đã nói cái chuyện này và chúng ta sẽ hiểu xem là Sư Minh Tuệ nói gì về cái việc cúng dường nha, trong một đoạn clip khoảng hơn 4 phút. Và chúng ta sẽ tiếp tục phân tích ở cái phần sau và lý do rằng là tại sao chúng ta nên ủng hộ Sư Minh Tuệ. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe. Cho tôi chuyện một chút. Dạ, mọi người cứ lên cúng dường Tam Bảo, lên các chùa rồi mình cúng dường Phật Pháp Tăng ở cái chỗ ở trên thân của Phật ấy, rồi mình cứ nguyện lên là cúng dường Tam Bảo. Còn các vị như thế nào thì đừng có quan tâm đến họ sai trái cái chuyện gì hết á, mình lên đó là mình có phước rồi. Tự nhiên ơi, con hỏi thêm là mình lúc đó là mình có dạ. mình có một cái là cái hôm ta bỏ tiền trong lúc đó dạ. Một phần con người chưa trực tiếp thì theo thầy thì mình cứ có cái công đức đó thì mình cứ bỏ công đức ở đó, mình cứ bỏ công đức cho Tam Bảo tùy theo cái khả năng của mình, là cái giao duyên đó là để mình xả bỏ cái tâm của mình tham lam bọn xẻn, nhưng mà mình đừng có mong rằng lên lên cúng cho ông này rồi được phước hay được cái gì hết á, mình đừng có mong. Mình cho là mình cúng dường cho Tam Bảo, còn ai sử dụng cái đồng tiền đó mà đúng mục đích thì họ được tốt đẹp, nhưng mà còn họ mà làm sai trái thì họ chịu nghiệp của họ. Thầy đừng có lo cái đấy, đừng có lo là nói là giờ tôi cũng lên chùa như thế này, giờ họ như thế này, không biết mình có phước hay là mình có làm sai trái hay đúng gì không á. Nhưng mà mình nói là biết làm sao mà mình cúng dường hồi hướng Tam Bảo, Phật Pháp Tăng hộ trì cho thế, mong rằng cái vị thầy đó họ có đức độ, họ tu hành thì họ hướng dẫn cho mình, họ hướng dẫn cho mọi người chúng sanh làm cái điều thiện, thì mình lúc nào cũng nghĩ cái điều tốt đẹp ấy. Nhưng mà mình thì cũng nghĩ nữa là không biết là có đúng như mình hay không, cái tâm nghi ngờ, mình không lo chuyện đấy nữa. Rồi mình, nhưng mà mình khi mình cũng dàn mình bố thí như thế, mình không mong rằng người này được phước hay được lợi gì cả, mình không nghĩ như thế thì cái thành quả của mình nó mới có. Nhưng mà mình nghĩ như thế rồi nó bất tịnh ấy, nên là mọi người đừng có lo, cứ quá chùa chỉ là khả năng của mình nhé. Cầu tất cả mọi người là tốt nhất. Dạ đúng rồi, cầu nguyện cho tất cả chúng sanh, cho mọi người, những cái người nào đó mình lúc nào cũng mong rằng Phật Pháp Tăng hộ trì mình, hồi hướng công đức cho tất cả chúng sanh, mọi người, kể cả thân quyến bà con của mình cũng thế. Bây giờ mình không nghĩ, đừng có bao giờ nghĩ đó là thầy này tốt thầy kia sai cái gì hết, mình sống cái tâm bình đẳng. Vâng, cái tâm nghiệp của họ, nghiệp của họ, họ làm sai trái, nhưng mà mình vì mục đích của mình cũng dài là cũng dành Phật Pháp Tăng thôi, nhưng mà mình cũng ước nguyện cho những cái vị thầy đó là đừng có như thế, và họ được tu sớm thành Phật để giúp cho mình nữa. Chứ nếu mà họ như thế thì mình còn lâu mới được họ giúp. Con có cái xem ở bên biệt ở bên Ấn Độ á, là còn có cái rất là tiếc thầy á, thầy của đồng chí Trang Phương Viên trên đó là thấy ở bên Ấn Độ Phật Ngài Khai Chí và Thích Ca Mâu Ni này. Dạ đúng rồi, con học theo Phật Thích Ca Mâu Ni. Con hỏi tên luôn,
có con phong tục được thôi, nhưng mà tôi bên 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 ngày xưa được làm một người dân, một người biết điều chỉnh phải không? Dạ, dạ. Con làm bên ngành đất đai, đo đạc về cấp giấy, cấp sổ và đi đi đường một. Dạ, đi đi này mệt nhưng mà nó vẫn khỏe hơn cái địa chính. Ờ, được cái mình học cái thiện nghiệp, cái thiện pháp phải làm đúng cái lời Phật dạy. Mục đích của thầy là cầu cho tất cả mọi người chúng sinh ai này đến hạnh phúc ở đó. Dạ, rồi được sớm đến con đường giác ngộ giải thoát, đều được hạnh phúc cả, đều vui vẻ, đều sống cuộc sống hòa bình, không có chiến tranh, không có chứng cuốn cái điều gì cả, lúc nào cũng được an lạc, sống thoải mái, hạnh phúc đấy. Dạ. Mục đích của thầy là đi là cái mục đích sống. Dạ, mục đích sống của mình là cầu quả vô thượng chánh đẳng giác, cầu quả trí tuệ, để nếu mà mình mà có cái, mình mới có những cái điều đó thì mình mới... À, chẳng hạn như thầy đi, thầy làm được giáo viên, thầy mới dạy được người khác. Thầy chưa làm giáo viên mà một người dân bình thường á, thì mình không có đủ công năng để mình giáo hóa dạy cho ai cả. Nhưng mà giờ con đi như thế này con cũng học. À, như vậy là các bác có thể thấy rằng là sư Minh Huệ thì cũng đã nói rất rõ về cái việc cúng dường. Tôi không biết là các sư khác, các thượng tọa khác, những người mà nghĩ xấu, nói xấu, nói sư Minh Tuệ là cái người mà ba trợn, rồi thằng nọ thằng kia, thì khi nghe những cái lời này thì có cảm thấy xấu hổ không? Đó. Bởi vì có mấy cái điều như sau khi chúng ta nói về cúng dường. Thứ nhất, chúng ta cúng dường là chúng ta với cái tâm cho đi. Cho đi không cầu mong nhận lại gì thì mới có cái nhận. Cho nên ấy, chúng ta phải hiểu rất rõ cái điều đó. Và nguyện cho tất cả các chúng sinh. Đấy là cái mà đơn giản để chúng ta hiểu. Tức là chúng ta xả ly cái tham đi. Chứ không phải đây là một cuộc mua bán giao dịch. Là tôi cúng dường từng này thì tôi phải được cái này. Khi không mong được được. Khi nào khi không mong được cái này cái kia. Thì lúc đó ta mới được. Nghịch lý nó là như vậy. Cho nên phải hiểu rất rõ là xả ly nó như thế nào. Thì cái đấy là cái việc cúng dường. Cái thứ hai nữa là cúng dường thì chúng ta cúng ở trong cái nó gọi rằng là cái hòm công đức. Bởi vì cái hòm công đức theo quy định của pháp luật là khi mở hòm công đức ra thì sẽ phải, thứ nhất là camera nó sẽ chiếu vào đấy. Các bạn tưởng tượng camera chiếu vào hòm công đức ấy. Thế rồi khi mà cúng dường hòm công đức đấy thì khi mở hòm công đức ra thì sẽ phải có các bán bệ bao gồm có chính quyền địa phương, rồi là bên chùa, bên chiền gì đó, người ta mở hòm công đức là cái kiểm đếm. Chứ nếu chúng ta cúng dường mà số tài khoản cá nhân của các thầy, hay rằng là số nọ số kia thì thực tế cũng được thôi. Thế nhưng mà như vậy thì chúng ta cũng tạo điều kiện cho người khác là có cái khả năng trục lợi. Cho nên cúng dường là nó như vậy. Cái thứ hai nữa là tại sao chúng ta ủng hộ sư Minh Tuệ? Nhiều người thì cứ bảo rằng là ông này làm được cái gì cho đời. Thế thực tế là các sư kia cũng có làm được cái gì cho đời đâu. Đúng không? Ông này đi khất thực cái nào cũng làm được cái gì cho đời. Thì các sư kia cũng vậy. Đó. Cho nên chúng ta không nên nói như thế. Hôm nay tôi có comment một cái câu ở trên một cái bài của một bác là bác ấy nói rằng là nếu ai cũng như sư Minh Tuệ thì như thế nào, ai cũng phải nuôi nọ nuôi kia vân vân. Thế tôi bảo rằng là nếu nói như bác thì chắc là cái việc chúng ta cần giải thể đầu tiên là giải thể giáo hội Phật giáo. Bởi vì chúng ta không chỉ làm ra cái vấn đề vật chất mà chúng ta còn có cả cái tinh thần nữa. Và chúng ta ủng hộ cái giáo, nghĩa là ủng hộ đạo Phật chân chính. Ủng hộ đạo Phật chân chính là bởi vì đạo Phật chính là đạo đức. Bởi vì chúng ta giữ được giới nào là chúng ta có được cái đạo đức ở chỗ đó. Thứ nhất, đối với hàng cư sĩ là tưởng chúng ta tại gia như thế này. Thì ví dụ như cái giới không dâm dục, đúng không? Thế thì vợ chồng hạnh phúc rồi. Vợ chồng làm cư sĩ như thế thì suốt ngày là chẳng có cái chuyện bồ bịch, chẳng có cái chuyện là trà xanh hay là con giáp thứ 13 nào cả. Chẳng có cái chuyện là ông đi karaoke hoặc là ông đi nọ ông kia. Đó. Bà là cặp với cả phi công nọ, phi công kia. Không có. Bởi vì có cái giới đó. Tức là người ta giữ được một cái đạo đức. Cái thứ hai nữa là không nói láo. Thế tức là người ta chân thành, chân thật với nhau. Người ta đỡ phải đề phòng nhau. Người ta đỡ phải thế nọ thế kia. Thế tức là người ta trung thực. Cái này có phải đạo đức không? Có là đạo đức. Đúng không? Thế chúng ta mà không chúng ta giữ được cái là không sát sanh. Thì chúng ta giữ được cái thiện ở trong người.
Thay vì cái việc mà chúng ta thấy rất nhiều câu chuyện là xuống xe va chạm nhỏ va chạm kia là đâm chém rồi là đấm đá lẫn nhau, thì bây giờ với giữ cái giới không sát sanh đó thì chúng ta sẽ đối xử với nhau theo cái kiểu khác, không phải dùng cái bạo lực nữa. Thì như vậy có tốt không ạ? Tốt chứ. Đó. Và rất nhiều những cái giới khác thì nó đều là những cái phẩm chất đạo đức cả. Cho nên tại sao ngày xưa người ta kính trọng các bậc chân tu là bởi vì họ giữ được nhiều cái đạo đức. Đó. Và họ là một cái tấm gương toàn vẹn, toàn 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 vẹn. Đó. Và để mọi người hướng theo. Và chắc chắn 100% rằng không có cái chuyện là người ta đi tu như hết như kiểu là thầy Sư Minh Tuệ được. Bởi vì là Sư Minh Tuệ giữ được nhiều giới, mình đâu có giữ được đâu. Mình kính trọng Sư Minh Tuệ bởi vì mình biết rằng là trong thâm tâm mình biết rằng là mình không thể nào mà làm được như thế. Mình vẫn còn phải va vấp vào cơm áo gạo tiền, mình vẫn còn còn nọ còn có kia. Và mình vẫn còn cái sân, mình vẫn còn cái si, mình vẫn còn cái tham. Thế nên mình ngưỡng mộ con người mà giữ toàn vẹn những cái như vậy. Thì đó là cái mà chúng ta không làm được chúng ta mới ngưỡng mộ. Chứ chúng ta làm được thì chúng ta ngưỡng mộ cái gì? Đúng không? À, giống như nhiều người ấy, nếu mà ai cũng như Donald như, như 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 kiểu rằng là làm như bác Tô Lâm ấy, thì ai cũng làm bộ trưởng bộ công an, ai cũng làm chủ tịch nước, thế thì như thế nào, đúng không ạ? Cho nên đấy là một câu hỏi rất buồn cười. À, và chúng ta neo theo cái người có cái đức hạnh cao đẹp. Đức hạnh cao đẹp đó là như, như Sư Minh Tuệ này. Gần như trong cả cuộc hành trình đến bây giờ gần 1 tháng trời, tôi chưa thấy sư nói xấu ai bao giờ. Đó. Và làm hại đến ai bao giờ. Mặc dù là bị mọi người theo rất nhiều, phiền rất nhiều. Nhưng mà sư vẫn chưa nói một cái lời nào. Mặc cho cái sân si sân hận ở ngoài, ngay cả từ thầy khác, thì Sư Minh Tuệ vẫn giữ nghiêm cẩn cái giới luật của mình. Và đó là cái mà người ta kính trọng. Đấy, cho nên các vị thư nào mà sân si với ông Minh Tuệ thì phải tự xem xét lại mình đã giữ được những cái giới hạnh như là Đức Phật đã bảo hay chưa, hay là mình không giữ được và mình vẫn còn có cái sân hận ở đó. Mà nếu đã còn những cái sân hận như đó thì mình có xứng đáng để mặc áo cà sa không, mình có xứng đáng để ngồi đó rao giảng thuyết pháp cho chúng sinh hay không? Cảm ơn các bác rất nhiều.